Kính thưa chư quý vị đồng đạo, để tiếp tục chương trình buổi phóng thanh sấm giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Trần Kim Lợi để nhắc lại quyển Kệ Dân của người khùng, tức là quyển nhì mà Đức Thầy đã viết ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, gồm có 476 câu. Nam mô A Di Đà Phật. Người khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang sầu thuế mà thương, chẳng qua là Nam Việt vô vương nên tài ít xảy ra thảm thiết. Bạc không canh đổi thay chẳng biết vàng bị nghèo, mấy chiếc chăn còn mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lai dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đầm đeo, gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thay đổi thay quá gấp mấy tiền cơ, mỗi phút mỗi thay nẻo thành suy, như thể tên bay đường dinh nhục rối mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra các ta điên khùng, thương hết thế trần khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đạo. Trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mời gái nam trào, lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Đời tân thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giáng sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đạm bạc nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báu là ráng tu
tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thánh. Cuộc dương thế ngày nay mong mạnh mà sang giàu, còn hiếp nghèo nàn phải xa thân tầm bát nhã thoảng, sao mới khỏi hùng tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu, thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, vọng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu hạnh, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết suy, tới thành hết lâm nguy, đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dị nghị, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trồng bạc tiền, mà dương thế cứ theo bim nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ khắp hoàng cầu, đôi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thương Phật tiên với thánh. Khuyên trai gái học theo không mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyền thơ chẳng biết hổ người, mà làm thoái điêu thuyền lữ bố. Sao kẻ ấy làm mồi mánh hổ, cảnh núi non nhiều thú dị kỳ. Nó trồng ai hiền đức
nhu mình. Sát phạt kẻ bội cha phán Chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn làm hiền đức khỏi đường lao lý. Học tá đạo làm điều tam y theo dĩ đoan cũng kiến tinh ta, thì sau này gặp chuyện thiết tha đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghìn tân yểm cửu học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyên hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, còn xuống phàm trần ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buồn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu ngạo. Xuống mượn phát nhầm năm kỷ mão, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có này ba tấn. Nghe điên dài sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc vàng xanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành,
thì mới được sống coi tiên thánh. Đức minh chúa chẳng ai dám sánh, xưa mặt thương phùng gáy non kỳ, bởi võ vương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ, được thành thơi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bổn đạo rằng mà trì chí, xưa Tây Ba Thất niên vũ lý huống chi ta, sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương minh vương bắt chước thúng yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn sắc trần bút tả ít hàng, kể rõ ràng những việc lầm than. Mặt làng xóm muốn nghe thì chép phương, việc tu tình cùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nề vấn dài, cho bốn đạo giải khuây niệm Phật. Việc xảy đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ràng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thịnh, cõi ngũ hành chẳng khá réo kêu. Hãy nhìn lòng chớ khá dệt theo, nói xiên xò cũng không no béo. Đời ngoan hạ ngày nay mộng mèo, khuyên thế trần hãy ráng kiên vàng. Mặc tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay
em chị đôi với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ cho ba tính rõ lời Châu Ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem Ngọc Đế sự phân. Lại giữa kề bể ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy bá tánh nhiều điều tai khổ, khùng thương dân nên kể hết lời. Vào Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thư nào đâu có biết. Giải đạo tranh vì thương Nam Việt ở Cao Miên, vì mến Tân Quang. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mi, tu hành mà dị kỳ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Khuyên bốn đạo ráng tầm nẻo chánh, chừng lập hội xác thân mới rảnh. Nếu không thời khó thấy Phật trời, khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tấm thân già cả, cảnh trần thế mặc ai thông thả. Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần, có thân thì ráng giữ lấy thân. Để đến việc ăn năn chẳng kịp, yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên bao ngọc đầy lầu, ráng tu tình tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà
khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niệm Di Đà lại được gần bể Ngọc Long Sơn, coi chư quốc tranh giành châu báu. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tĩnh tâm dẹp được lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc hung dữ hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sữa làm người, sao tà tin ăn sống nuốt tươi mà ba tánh chẳng lo cái thiền. Miệng dương thế hay bài nói quyền sách thánh hiền, ghét kẻ nhiều lời khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, coi hạ giai rồng mây chơi giỡn. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong hoa nước nhà. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiểu nghĩa trẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sang, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bụi. Kẻ phú quý đừng dâng cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có ăn mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đằng trong chờ mong mỏi chúng sanh hiền hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhút nhớ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tránh.
đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhúc. Muốn tu tịnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh báo ta truyền dài. Nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si, chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thâm thương. Làm sao cứu những người hung ác cơn, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh thiêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lại thượng quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bảy điều ma mị mà gác lường bốn đạo chung sanh. Đức Minh Vương ngự chốt Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới yêu ta nên trao trẻ hiền giấy lương, bổn đạo rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh vạn dân vô sự. Đời ngoan hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền
dường thấy tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ thì khoan cười, tôi rất cảm ơn. Cùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bốn đạo chớ nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đeo những cây với củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên Ngục A Tỳ giữa cây một bên. Chờ những kẻ tu hành giả dối, khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới ở màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó tạo làm chi, nhưng cốt với hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bốn đạo chớ nên mây ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép lạ biết bao mà kể,
chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thường cố. Khùng dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hồi Long qua chọn kẻ tu mi, người hiền đức đằng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ít. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Linh Quang Âm dạy biểu khùng tròn, cho bốn đạo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài cho khỉ mượn kinh luân, tùng mướn lấy tiền. Chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ấy. Xa giới vướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương ba tánh vì không rõ hiểu, tướng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây động lòng son, khuyên bốn đạo hãy nên tính ngộ. Ở dương thái tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tuyền địa ngục khảo hành. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thương hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới màu.
tận thái gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn tùng mơ hà. Hay tưởng Phật hay hơn o ra, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ chôn tròn, vẹn mười ơn mới đạo làm con. Lúc sanh xong chớ nên phụ bạc, nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ấy hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tụng nghe thành thoát lũ nhân bông, tập luyện đã rành đầu với đờn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đằng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tung tiền vô lý. Xưa thần tú bài đều tà mị, mà dắt diều bản tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối hương. Đức Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng giới chúng ăn đồ ngọt nên bày ra cùng kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cũng giới lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật.
Nay nhằm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam căn, tròn đức hạnh mới là bảo quý. Nay gần đến Long Phi xa vị cảnh gian nan, ba tánh hầu kề thấy chúng sanh còn hơi say mê, cùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh. Ta là kẻ vô hình hữu anh ẩn sắc phàm, nhìn đau thức ca làm gian ác là quy là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu chẳng xót thương dùm, có lỡ làm trời mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi, Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đầu tung thiếu mà qua mà tới. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hành khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dương, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muôn bốn đạo tánh tình chân chất, ràng lòng hiền thương xót lần nhau, kể từ rày vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt dìu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư giải bước dùng của thế gắn công tu, đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thơi, tu giả dối thì lao thì lý.
tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyên quyền cơ bí hiểm cao sâu, hay nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giang năm canh, về thượng giải tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít nói. Hồi công đồng xem xét hẳn hoài, sai chữ tướng xuống đăng trần thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung chung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Đường đạo lý cho nên chán nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy vô là vì tình thiệt, cho ba gia rõ biết người khùng. Thầy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trì tâm bất diện, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chết hay anh, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bao ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian.
vào xác trần, nước mắt chứa chan, khóc lệ thử nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên vẫn dài chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dòng dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi? Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hội khói thua khói thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt dìu bản tánh. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo, tuyệt đăng lui bãi phục cầu. Nam mô Tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.